Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ cho quý vị hai cái nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất liên quan đến một cái tiểu bang này, tuần sau họ sẽ gửi tiền về cho những gia đình có thu nhập thấp một cái tấm check là 500, gọi là COVID check. Tiểu bang đó là tiểu bang nào, điều kiện như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ trong cái video này. Nội dung thứ hai Ngọc muốn chia sẻ để quý vị cẩn thận hơn, tránh trường hợp mình bị mất tiền khi mà quý vị sử dụng Zelle để gửi tiền đi. Zelle thì có rất là nhiều người sử dụng và Ngọc cũng nghe có một số trang của người Việt mình là cảnh báo về cái việc là bị mất tiền nếu như mà quý vị không cẩn thận khi mà dùng cái app Zelle để gửi tiền đi. Thì ngày hôm qua Ngọc có đọc ba cái câu chuyện và mỗi câu chuyện như vậy là bị mất tiền ngàn, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ để cộng đồng người Việt chúng ta không có dễ bị lừa như vậy. Và nếu như mà quý vị, nếu được á, thì Ngọc khuyên quý vị hãy chia sẻ tóm tắt lại những cái câu chuyện này để chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình để chúng ta không có bị mắc lừa khi sử dụng Zelle quý vị nha. Zelle là một cái công ty gọi là cái network mà người ta sẽ không gửi ra cái 1099K theo cái luật là 600 một năm. Cái luật này là Ngọc cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi, Ngọc không có nhắc lại. Và Ngọc cũng nói là Zelle sẽ không có gửi 1099K rồi. Nhưng mà nếu như mà quý vị có những cái income như vậy thì quý vị có trách nhiệm tự khai báo với sở thuế. Zelle sẽ họ sẽ không báo cáo với sở thuế. Nếu như quý vị dùng những cái app khác, ví dụ Venmo, PayPal thì người ta sẽ gửi 1099K. Một khi người ta gửi 1099K thì bên sở thuế biết, mình biết và bên third party người ta cũng biết, cho nên là bắt buộc mình phải khai. Còn Zelle người ta nói người ta sẽ không gửi và mình có trách nhiệm tự khai. Đó là cái điều mà có thể làm nhiều người không có muốn nhận cái 1099K chuyển qua dùng Zelle thay vì những cái trường hợp khác. Nhưng mà Zelle hiện giờ người ta đang có những cái điều mà người ta nói rằng là cái fraud protection của Zelle không có tốt. Nếu như mà mình gửi không đúng người, mình bị mất tiền thì mình sẽ không có được sự hỗ trợ từ Zelle. Còn nếu như mà quý vị gửi qua, ví dụ như quý vị gửi bằng PayPal á, thì nhiều khi mình chặn được và mình lấy tiền lại được nếu như mà mình bị lừa này kia khác nọ đó. Thì bản thân Ngọc thì Ngọc không có dùng Zelle, và Ngọc có dùng những cái mạng khác nhưng mà Zelle thì Ngọc không có dùng. Thì bây giờ cái tiểu bang đầu tiên thì Ngọc muốn chia sẻ đó là tiểu bang Massachusetts. Massachusetts người ta có một cái chương trình gọi là COVID Essential Employee Premium Pay Program, có cái mức hỗ trợ là 460 triệu đồng dành cho khoảng đâu đó là 500.000 những gia đình ở Massachusetts có thu nhập thấp. Thì người ta nói rằng á, cái số tiền là 500, người ta gọi là COVID check và không có cần phải apply, nhưng mà mình phải đủ điều kiện thì người ta mới gửi tiền về cho mình. Những cái điều kiện sau đây chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là mình phải khai thuế năm 2020 tax return 2020 chứ không phải 2021 quý vị nha. Mình phải có khai thuế 2020 tax return và là cư dân của tiểu bang Massachusetts trong năm 2020. Tức là quý vị phải sống ở Massachusetts từ khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Còn sau đó quý vị ở nơi khác thì cũng không quan tâm, miễn là trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 quý vị có sống ở tiểu bang Massachusetts, là cư dân của tiểu bang Massachusetts, thì quý vị sẽ được xem thử là quý vị có đủ những cái điều kiện sau hay không. Điều kiện sau là gì? Là quý vị phải có earned income ít nhất là 12.750 trong năm 2020. Có nghĩa rằng là quý vị phải có đi làm, phải có thu nhập của năm 2020 và ít nhất là 12.750 từ cái earned income của mình. Và nếu như mà quý vị có lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 tại tiểu bang Massachusetts thì quý vị không đủ điều kiện nha. Nếu như quý vị lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp của năm 2019-2021 thì ok, nhưng mà nếu như quý vị lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 thì quý vị không đủ điều kiện để lãnh tấm check này. Và người ta cũng có yêu cầu về tổng thu nhập. Người ta nói rằng là ít nhất là cái earned income phải là 12.750, nhưng mà nhiều nhất
thì người ta cũng có cái giới hạn cận trên. Cái cận trên là gì? Nếu như mà gia đình quý vị một người thì cái tổng thu nhập của tất cả các thu nhập quý vị phải là bằng hoặc ít hơn là 38.280, hai người thì bằng ít hơn là 51.720 cái tổng thu nhập của mình đó quý vị nha. Ba người là 65.160, bốn người là 78.600, năm người là ít hơn hoặc là bằng 92.040, 6 người là phải ít hơn hoặc bằng 105.480, 7 người là phải bằng hoặc dưới 118.920, 8 người là phải bằng hoặc dưới là 132.360. Ngọc xin nhắc lại, quý vị không cần apply. Nếu như quý vị đủ điều kiện mà quý vị chờ hoài không có nhận được tiền thì quý vị có thể là vào cái trang mass.gov tìm cái số điện thoại. Ở đây cái số điện thoại Ngọc thấy á, là quý vị có thể tuần sau nữa mà quý vị không nhận được tiền á, thì quý vị có thể là gọi vào cái số 866-750-9803 từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 866-750-9803, 866-750-9803 quý vị nha. Đó là những cái trường hợp mà mình thấy rằng mình đủ điều kiện mà mình không có được tiền á, thì gọi vào. Còn nếu như mình thấy mình không đủ điều kiện, không nhận tiền thì điều đó là dĩ nhiên rồi quý vị ha. Đó là cái phần đầu tiên Ngọc muốn chia sẻ. Bây giờ cái trường hợp thứ hai Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Quý vị ơi, nếu như mà quý vị sử dụng Zelle thì cẩn thận bị lừa. Rất là nhiều người bị lừa rồi quý vị nha. Những cái scam này như thế này quý vị. Trường hợp thứ nhất là cái cô này bị mất khoảng 3.500, và cô này có nhận được một cái cuộc gọi, và cái cuộc gọi này nói rằng á, là nếu như mà cô không có làm cái điều này nhanh á, thì cái tài khoản của cô sẽ bị mất tiền, tại vì hiện giờ nó đang bị hack. Thì cô này cũng mới hỏi cái người gọi này á, là làm sao mà tôi biết là anh từ nhà băng gọi vào? Thì anh này anh mới nói rằng là thì bây giờ kiểm tra cái caller ID đi, coi thử cái số phải là cái số của nhà băng ở đằng sau thẻ hay không. Thì họ tiếp tục hối cô này, nếu như cô không có chuyển tiền nhanh á thì sẽ bị mất tiền. Đó, thì cô này cổ mới làm theo cái hướng dẫn của chuyển tiền cho ai? Cổ chuyển tiền cho chính bản thân mình một cái số tiền là 3.000, rồi gửi thêm cho chính bản thân mình một cái số tiền là 499 đồng nữa, là tổng cộng là gần 3.500 đó quý vị. Và sau khi mà cổ làm cái động tác này thì cái số tiền trong tài khoản của mình là bị biến mất luôn, là 3.500. Và cái cô này thì cũng cẩn thận đúng không? Nhưng mà trong cái thời gian ngắn như vậy, người ta dùng sức ép, người ta nói và mình cũng tin họ trong cái thời gian ngắn như vậy. Vừa chuyển tiền xong là cô này cũng biết mình bị lừa rồi. Nhưng mà mọi chuyện đều quá muộn. Tại vì sao? Tại vì nhà băng Wells Fargo và thông qua cái mạng Zelle này, người ta không có một cái gọi là cái fraud protection rõ ràng để mà có thể bảo vệ cái khách hàng của họ. Và mọi chuyện đã xong rồi, không biết là cô này cuối cùng có lấy được tiền hay không. Nhưng mà tại thời điểm bây giờ thì cô này đã mất 3.500 rồi quý vị. Đó, cho nên là Zelle, cái fraud protection của họ nó không có tốt. Nếu như mà mình gửi tiền cho ai đó qua Zelle và người nhận là một cái người lừa đảo, thì cái người sử dụng Zelle không có được bảo vệ. No refund quý vị ơi. Mình gửi tiền không đúng người là lỗi của mình, là bị mất tiền, chứ người ta không có bảo vệ mình trong những cái trường hợp như vậy. Cho nên là anh chị nào mà sử dụng Zelle thì cẩn thận nha. Ngọc thì Ngọc không có dùng Zelle. Và một cái điều nữa là một cái câu chuyện này nữa quý vị nè. Thì có một người là bị lừa 2007 ha. Thì cái anh này á, có một người A nhờ anh B anh để mà edit một cái video và sẽ trả là 300. Thì người A này nói rằng á, là lỡ gửi cho anh này một cái số tiền 3.000 rồi chứ không phải 300, thì bây giờ anh B này có thể gửi lại cái phần còn lại hay không? Tức là sự chênh lệch giữa 3.000 và 300 là 2.700 đúng không? Thì người ta mới nói, oh I'm sorry I sent you $3,000, can you send me the difference back? Có nghĩa rằng là người ta nói rằng là người ta lỡ gửi 3.000 rồi, thôi bây giờ gửi cho 2.700 trả lại. Thì cái anh này ảnh mới gửi cho người ta 2.700 thông qua Zelle. Thì 5 ngày sau ảnh mới phát hiện là cái check 3.000 mà người ta gửi á, là một cái check bị bounced. Cho nên là anh này không có nhận được 3.000 mà anh đã gửi cho người ta 2.700 qua Zelle rồi, là mất tiền. Đó, thưa quý vị thấy không?
những cái chuyện nó chưng hửng và tự nhiên, cứ nghĩ rằng cái người này người ta không có biết về công nghệ cho nên người ta mới nhờ mình edit một cái video đơn giản như vậy và sẽ trả 300 đô để làm, mà người ta nói ơ dễ thôi, rồi người ta làm giùm, người ta giúp xong bị lừa quý vị. Đó là những cái trường hợp như vậy, và quý vị cẩn thận để tránh cái trường hợp mình bị lừa quý vị ha. Và khi mà chia sẻ về Zelle thì Ngọc cũng muốn chia sẻ một chút xíu, cái điều này Ngọc cũng đã chia sẻ rồi và Ngọc xin nhắc lại, là Zelle người ta nói rằng là người ta sẽ không có gửi cho mình cái form 1099K theo như cái luật mà nếu như quý vị nhận ít nhất là 600 đồng một năm trong năm 2021, kể từ ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2021 đến cuối năm, mà quý vị có những cái giao dịch buôn bán, trao đổi thông qua những cái dịch vụ hoặc là tiền tips hoặc là những cái sản phẩm mình bán và mình nhận tiền tổng cộng là ít nhất 600, thì những cái mạng Venmo, PayPal sẽ gửi cho quý vị một cái form là 1099K để mình khai báo thuế. Nhưng mà Zelle thì người ta không có gửi, người ta nói rằng là người ta sẽ không có áp dụng cái luật này thông qua cái mạng lưới Zelle. Và cái công việc quý vị là bản thân mình phải có trách nhiệm, mình tự khai báo những cái số tiền mà mình nhận. Nếu như nó là income thì mình khai báo, mình tự khai báo, chứ người ta sẽ không khai báo với sở thuế. Người ta không báo cáo với sở thuế. Còn Venmo, PayPal hay những cái app khác thì người ta sẽ áp dụng cái luật này và người ta sẽ gửi ra cái 1099K. Nếu như anh chị chưa có rõ về cái 1099K và cái luật mới được áp dụng trong năm nay á, thì quý vị có thể tìm lại những cái video cũ để chúng ta tham khảo lại. Ngọc mời quý vị tìm lại những cái video cũ để xem quý vị nha. Ngọc sẽ không nhắc lại trong cái video này, nó dài dòng. Nói chung cái luật này là đã được áp dụng, đã được thực thi rồi. Và nó có kể từ khi Tổng thống Biden ký cái gói 1.900 tỷ quý vị nha. Cho nên là quý vị hãy cẩn thận. Và Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye nào.